Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em hai cách để kiếm quân huy và nạp vào trong liên quân để lấy được skin Adun Organ cổ quái nha. Đây chính là hai cách, nhưng mà hai cách này chỉ dành trên Android thôi nha mọi người. iPhone thì không thể áp dụng được nha mọi người. Ok, thì trước khi vào video mình hướng dẫn cho anh em á, thì anh em hãy giúp cho mình ủng hộ bằng một cách một nút like và cũng như là một subscribe kênh luôn nha anh em. Và đây chính là cái trang phục skin bậc A của trang phục Odin có tên là Organ cổ quái mọi người ơi. Các bạn có thấy thì skin bậc A này thì không có hiệu ứng nha, là mình màu sắc á, nhìn phía vẽ bên ngoài thì nó cũng khá là đẹp mọi người. Thì nếu như mà anh em nào thích skin bậc A này thì anh em có thể lấy skin bậc A. Thì đây chính là cái cách đầu tiên nha mọi người, mình sẽ nạp bằng Google Play nha mọi người. Thì cái Google Play này hoàn toàn là miễn phí luôn nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ nạp nè, mình đang có hơn 7.000. Bấm một cái là hoàn tất nha mọi người. Nạp trực tiếp vào trong game luôn nha mọi người. Đây là cách đầu tiên nha mọi người, rất là thành công luôn. Thì anh em mà muốn nạp cách đầu tiên này mà miễn phí, anh em có thể tải cho mình cái con app có tên là Google Reward nha. Đây là app do Google sản xuất ra và sẽ dựa trên những cái khảo sát mà thường ngày mà các bạn hay làm á, họ sẽ trả cái tích điểm cho mọi người nha. Và anh em có thể dùng cái tích điểm này để đổi thành Google Play và anh em có thể nạp trực tiếp vào trong game giống như cái ban đầu mà mình vừa nạp đó. Và cách nạp rất là đơn giản luôn nha mọi người. Các bạn có thể vào CH Play, Google Play á, anh em đăng nhập tài khoản Google Play xong đúng không? Anh em hãy xóa cái game Liên Quân đó đi và anh em hãy tải lại cái game Liên Quân trên cái tài khoản CH Play đó. Sau đó anh em đăng nhập vào ở trong cái Google phần thưởng này, anh em cũng đăng nhập bằng cái tài khoản Google Play này luôn. Sau khi anh em đăng nhập xong thành công, anh em kiếm được cái số điểm là khoảng 6.000 điểm, là cỡ khoảng đâu đó 3 cái khảo sát mọi người. Là sau đó anh em chỉ cần vào trong Liên Quân, anh em bấm nạp trực tiếp vào game, anh em chọn thanh toán phương thức Google Play là áp dụng thành công nha mọi người. Và đây là cách thứ hai mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn nè. Chắc nhiều bạn cũng sẽ biết, anh em có thể nạp qua hình thức bằng SMS là sim điện thoại của bạn đó nha, Viettel, Mobi hay là Vina. Đây là cách thứ hai mình áp dụng và mình sẽ chỉ cho các bạn cách để kiếm miễn phí thẻ nha mọi người. Đó là các bạn hãy dùng thêm cho mình có tên là app là G-Reward nha mọi người. Đây là app cũng là phần thưởng luôn, cũng dạng của Google Play mọi người. Sau khi điền tài khoản xong, anh em hãy điền cho mình đúng như cái số mà mình ghi ở trên đây nè. Anh em nào mà dưới 18 á, thì anh em có thể ghi cho mình là đủ 18 hoặc là trên 18 nha. Hiện tại mình 25. Thì đó, thì ở bên kia là anh em nào là nữ thì dùng female, còn nam là male nha mọi người. Và anh em hãy nên nhớ đừng có bấm vào cái nút gạch ở dưới trên cùng continue nha, đừng bấm vào nút all này nha, đừng bấm. Đâu á, điền hai cái đó thôi rồi bấm continue là thành công nha mọi người. Sau khi vào trong app á, nó sẽ có những mục như thế này. Đó, đây là một khảo sát nè, làm nhiệm vụ nè và cũng như là xem video nè. Nếu như mà anh em nào mà không đủ số điểm, anh em có thể bấm xem video nha. Và mình chỉ cho anh em cách làm nhanh nha. Anh em bấm mục cuối cùng á, bấm mục redeem và anh em có thể kéo xuống dưới, anh em có thể điền ngay code này, anh em có thể nhận ngay 500G coin trước. Và những bước còn lại anh em có thể xem full cái video này, mình sẽ ghi ở dưới phần bình luận luôn nha. Và sau khi anh em đã kiếm được cho mình đủ 5.300 điểm rồi, anh em hãy bấm vào mục redeem và chọn ngay cái sim Viettel mà hay là Mobi các bạn hay dùng á. Đó, điền số điện thoại của các bạn vô và nó sẽ lót ra cái mục đổi bằng sim thẻ cào nha mọi người. Chỉ tốn 5.300 điểm thôi, anh em sẽ kiếm được 10.000. Và sau khi anh em rút thành công, nó sẽ chuyển thẳng vào cái tài khoản của các bạn. Và sau đó anh em vào trang web nạp thẻ.vn và bấm cái mục nạp bằng hình thức là SMS, Viettel hay là Mobi gì đó nha anh em. Nó sẽ trừ thẳng số tiền vào tài khoản cho anh em luôn nha anh em. Và anh em đừng quên hãy cho mình xin một nút like video nha anh em.